Vương Phạm đã có câu trả lời chính thức sau khi bị Khoa Búp xóa tên khỏi Ta Tết. Không phải là nhân vật chính trong drama tình bạn 34 tỷ của Khoa Búp và Johnny Đặng, Vương Phạm vẫn được chú ý không kém với vai trò người làm chứng. Sau cùng, triệu phú đô la đã chọn đứng về phía Khoa Búp, lên sóng một video tâm sự mỏng, ơn nghĩa mà hot youtuber làm cho mình, thể hiện tình cảm anh em bền chặt. Ấy thế mà mới đây, cả hai lại vướng nghi vấn rạn nứt vì hành động thẳng tay xóa tên Vương Phạm ra khỏi Ta Tết của Khoa Búp. Trong khi netizen còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Phạm đã có động thái xóa tan tin đồn bằng một tấm ảnh không thể nào tình cảm hơn với Khoa Búp. Dễ thấy, đây là lần hiếm hoi Vương Phạm cho lên sóng ảnh chụp chung với Khoa Búp. Trong ảnh, hai đại gia đội nón cosplay, nai sừng tắm với vẻ mặt vui vẻ. Trước đó, Khoa Búp cũng đã lên sóng vlog đưa em đi tiêu tiền tại Alaska cùng Vương Phạm, hé lộ thời gian quay vlog thật sự khiến nhiều người chú ý.